Chào mừng bạn đọc quay trở lại với chuyên mục ẩm thực của Sài Gòn Tiếp Thị. Và tiếp tục các món ăn với nguyên liệu chính từ thịt bò lần này, chúng ta hãy cùng chào đón và quay trở lại với sự hướng dẫn chi tiết từ anh Diệp Huy Cường, bếp trưởng của Lãnh sứ quán Nam Phi. Và xin chào anh ạ, không biết là lần này thì anh sẽ hướng dẫn đến bạn đọc món ăn nào liên quan đến nguyên liệu chính là thịt bò anh nhỉ? Anh chào Ngọc Dung, chào bạn đọc báo Sài Gòn Tiếp Thị. Hôm nay Cường giới thiệu đến các bạn một món ăn, đó là món gân bò sóc tỏi. Dạ. Khi mà Ngọc Dung nghe nói đến là gân bò sốt tỏi thì cũng đang tò mò là anh sẽ cùng với mọi người thưởng thức món ăn này vào dịp nào anh nhỉ? Thường thì mình sẽ làm những món ăn này vào những lúc mà họp mặt bạn bè hoặc là gia đình. Dạ, họp mặt bạn bè, gia đình vào dịp cuối tuần đúng không anh? Dạ, em thấy thì nguyên liệu chính của mình gồm có là gân bò và tỏi. Thì thường á là Ngọc Dung cũng như mọi người hay nghĩ là gân bò thì nó sẽ bị cứng nè, hoặc là nó quá dai sẽ dẫn đến nó bị khó ăn. Thì không biết là trong món ăn lần này thì anh sẽ giữ luôn nguyên luôn cái độ dai và độ cứng, hay là anh sẽ có cái bí quyết nào để giúp cho cái gân bò được mềm hơn, dễ ăn hơn không anh? Để thực hiện món này, món gân bò sóc tỏi này thì ngon, anh sẽ mời Ngọc Dung vào bếp để anh hướng dẫn làm cái món gân bò này. À, cũng như là cái bí quyết làm sao để cho nó mềm hơn đúng không anh? Đúng rồi. Em cũng đang khá tò mò này. Bây giờ hai anh em mình cùng bắt tay vào thực hiện anh ha. Ok. Dạ, mời bạn đọc chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện cùng với anh Huy Cường nhé. Dạ thưa anh, thì mình biết là món gân bò sóc tỏi là có hai nguyên liệu chính là gân bò và tỏi. Thì ngoài cái hai nguyên liệu này mình còn cần phải có gia vị nào nữa ạ? Ngoài cái hai nguyên liệu gân bò và tỏi thì mình gồm có là dầu hào ha. Dạ. Rồi hạt nêm, dầu ăn và tỏi, tỏi phi ha. Dạ. Với một tí bột ngọt. Dạ. Và không biết đó là công đoạn đầu tiên để thực hiện món ăn này thì mình sẽ bắt đầu từ đâu ạ? Để thực hiện món ăn này, đầu tiên thì chúng ta sẽ sơ chế cái gân bò ha. Đây. Mình cho nó qua đây mình luộc. Dạ. Thường thì mọi người hay nói với nhau là luộc xăm xắp hoặc là luộc để cho nó chín hẳn luôn. Thì không biết là bây giờ mình sơ chế gân bò này thì mình có chú ý về nước, về cái độ lửa như thế nào á anh? Để sơ chế cái gân bò này thì mình sẽ luộc cái gân bò với cái nước sôi khoảng 100 độ. Dạ, nước sôi 100 độ. Mình luộc trong 20 phút. Với thời gian là 20 phút và mức lửa như thế nào ạ? Mức lửa khoảng 80. 80, dạ. Bây giờ mình trong cái thời gian mình đợi gân bò nó được luộc thì mình cùng thực hiện những công đoạn khác anh ha. Không biết là tiếp theo sau đây thì em có thể là phụ anh làm sơ chế cách nào nữa không ạ? Tiếp theo sau đây thì dùng ập tỏi bầm cho anh đi. Ập tỏi. Không biết là để làm cái món ăn sóc tỏi này thì mình sẽ tỏi thì mình giữ nguyên hay là mình cắt nhỏ như thế nào ạ? Cái này thì sẽ đập nó ra. Đập ra. Dạ. Như thế này. Rồi. Là mình cũng lưu ý là không làm tỏi quá nhỏ nhưng mà nó cũng không để nó to quá. Dạ rồi, em xin phép em sẽ giúp anh làm phần này. Thank you.
Thưa anh, để làm món gân bò sóc tỏi thì mình có cái bí quyết nào để mình chọn gân bò cho nó hợp với món ăn không ạ? Để thực hiện cái món gân bò sóc tỏi này thì mình sẽ chọn cái nguyên liệu gân bò cho bên ngoài cho nó rất là láng. Nó không có bị sần sùi thì khi mà lên món ăn nó sẽ không được đẹp. Tức là bí quyết chọn gân bò là như thế, và sau khi mà chúng ta vừa hấp với nước xong thì cũng phải để ra khay này là khay nước lạnh hay là khay này khay nước lạnh này. Dạ, khay nước lạnh bình thường rồi đúng không anh? Nước lạnh bình thường mình để ra để cho cái gân bò nó được giòn và cái gân bò nó trắng hơn. Dạ, mình để vào mình ngâm trong nước này khoảng bao lâu anh? Thì mình ngâm trong nước này khoảng 10 phút. Cho dạ. Mềm thì xong rồi mình sẽ cắt. Dạ, và em thấy là anh vừa lấy ra khỏi nước sôi là để vào trong nước liền. Thì với cái cách làm này thì mục đích là mình để làm cho nó nhanh mềm hơn hay là sao ạ? Mình ngâm vô nước lạnh là để cho nó giòn và nó trắng. À, vừa giòn và vừa trắng. Tức là món gân bò sóc tỏi thì yêu cầu cũng là gân bò phải có độ giòn một tí. Nó không có quá cứng nhưng mà phải có độ giòn. Và cái miếng gân bò thì cũng phải đạt được cái độ trắng đúng không anh? Dạ. Và tiếp theo sau đây mình sẽ đợi đúng không? Bây giờ xong rồi, bây giờ mình sẽ cắt lên một gân bò ha. Dạ. Để làm món ăn này thì mình sẽ cắt gân bò như thế nào cho vừa đẹp lại vừa bắt mắt, mà lại có thể là xốc lên với tỏi thì cho nó vừa dậy hương vị à? Để thực hiện món ăn này thì mình sẽ cắt gân theo cái quân cờ. À, theo quân cờ. Dạ rồi. Cắt nhỏ, cắt nhỏ nó không ngon. Dạ. À, mình cắt với cái mức vừa phải chứ không có làm cho nhỏ quá. Em thấy là với hai cái nguyên liệu này thì cũng không quá khó để mọi người chuẩn bị. Gân bò thì bây giờ cũng là một cái nguyên liệu rất là dễ tìm ở các chợ và siêu thị đúng không anh? Dạ, tỏi thì đơn giản thôi. Góc bếp nào cũng có sẵn cắt tỏi cả. Dạ, tiếp theo mình làm gì đây anh? Thì bây giờ là mình sẽ xào quá. Xào, dạ rồi. Xóc với tỏi ha. Dạ, nhưng đang tò mò đây là anh sẽ xóc với tỏi là bí quyết riêng của anh như thế nào? Sau đây mình sẽ thực hiện là mình sẽ xóc với tỏi nha. Và mình xào xóc tỏi như thế này thì mình sẽ chọn cái mức lửa và thời gian mình thực hiện trong bao lâu anh? Mình xào cái này khoảng từ lúc mình xào cho tới lúc mình đem về vậy nó khoảng 7 phút đó. À, tầm 7 phút. Nếu mà mình để lửa xăm xóc hay là lửa to quá thì nó có thể tiết chế thời gian không anh? Khi mình mới bắt đầu xào thì mình sẽ xào với cái lửa lớn để cho cái gân bò nó thấm gia vị. Dạ. Và khi mà sắp sửa xong rồi thì mình sẽ bớt lửa lại. Dạ rồi. Dạ, mình chuẩn bị ha. Dạ. Dạ. Dầu ăn đúng không anh? Dạ đây. Cho anh. Mời anh. Dầu ăn tiếp nha. Theo là gì anh? Tiếp theo là cho anh tỏi ha. Tỏi. Dạ. Tỏi. Tỏi em vừa sơ chế xong. Tỏi sơ chế xong. Mình sẽ cho khoảng chừng 10 gram tỏi ha. Dạ. Cho nó lớn lên thì. Tiếp theo là gân đúng không? Là khi đợi tỏi vàng thì mình sẽ cho gân bò vào. Dạ. Đến cái mình lúc đầu anh có nói là lúc đầu mình mở lửa lên thì lửa nó sẽ to, còn đến mức độ nào thì mình chỉnh cho lửa thấp xuống lại ạ? Khi mình sắp sửa xong món ăn thì mình sẽ chỉnh cho nó thấp lại. Dạ. Rồi giờ cho mình sẽ cho gân bò vào ha. Như vậy thì có thể thấy là bí quyết mà để cho gân bò của mình không quá cứng, vẫn giữ được cái độ giòn và độ trắng để có thể hấp dẫn bắt mắt, thì có phải cái bí quyết chủ yếu của mình đó là lúc đầu mình luộc với nước sôi rồi sau đó là mình sẽ chuyển ra nước lạnh. Mình ngâm với nước lạnh. Mình ngâm với nước lạnh cho cái gân bò nó được trắng và nó giòn. Thank you.
Dạ anh Cường ơi, vậy thì bây giờ là anh có thể cho mọi người biết là bí quyết quan trọng nhất cho cái món gân bò sắp tỏi này là gì không ạ? À, bí quyết quan trọng nhất trong cái món gân bò sắp tỏi này là mình sẽ trần qua nước sôi á. Trần qua nước sôi xong thì mình sẽ đem ra ngâm nước lạnh. Dạ. À, để cho cái gân bò trắng và giòn. Và phải thực hiện công đoạn này liên tục ngay lập tức đúng không anh? Mình ngâm trong nước lạnh khoảng chừng 10 phút thì mình sẽ lấy ra. Dạ. À, sau đó mình sẽ đem qua bên chảo mình sao. Bí quyết này là sẽ giúp cho gân bò nó không bị cứng, không bị cứng, không bị quá dai mà vẫn giữ được độ giòn cũng như là cái màu trắng đặc sắc và thơm ngon của cái món ăn này đúng không ạ? Dạ. Dạ, bây giờ mình sẽ nêm gia vị gì ha? Trước tiên là mình sẽ nêm gia vị là dầu hào ha. Dầu hào, đây. Đây, đây mình nêm dầu hào ha. Một ít dầu hào. Dạ. Dạ. À, hơn một thìa phải không anh? Một thìa. Một thìa. Rồi tới. Hạt nêm. Hạt nêm. Hạt nêm là gì cả? Khoảng bao nhiêu ạ? Nửa thìa. Nửa thìa hạt nêm. À, còn bột ngọt và tỏi này khi nào mình mới nêm vào ạ? Tiếp đó là mình sẽ cho tí bột ngọt vào. Bột ngọt, đây. Cuối cùng là tỏi đúng không ạ? Tỏi thì khi mà mình xào xong những cái nguyên liệu thì cho nó hòa quyện với nhau rồi mình mới cho tỏi vào. À, tỏi là nguyên liệu mình nêm vào cuối cùng, gia vị nêm vào cuối cùng. À. Vậy thì em thấy là mình có hai lần mình nêm tỏi. Đầu tiên là mình sử dụng nguyên liệu tỏi, đó là tỏi sống để mình để vào khi mà vừa cho dầu vào à, khi mà kết thúc món ăn kết thúc thì mình vẫn nêm tỏi, đó chính là tỏi sâu mà sấy không anh? Tỏi đó là tỏi phi. Tỏi phi à? Mình xào trong bao lâu anh ha? Nên mình xào trong 2 phút á, xào với cái lửa vừa đó. Lửa vừa, bây giờ là tới lúc lửa vừa. Khi mà gân bò thấm gia vị hết trơn rồi thì mình sẽ bỏ một miếng tỏi phi vào. Dạ. Mình sẽ ra luôn. Mình sẽ thành phẩm món ăn. Wow. Lúc này là em thấy là cái mùi nó đã thơm, rất là bắt mắt và bắt vị luôn rồi. Cái mùi nó sọc lên mũi làm cho mình khó cưỡng. Dạ, mình sẽ trang trí. Tiếp theo là mình sẽ trang trí ha. Dạ, trang trí lên. Thì thường thì trang trí lên dĩa, nhưng hôm nay em chuẩn bị cái vỏ ốc. Em cảm nhận là nó thu hút ngay từ ánh nhìn đầu tiên luôn rồi đó anh. Dạ, em cũng đang rất là tò mò, không biết là với món gân bò sóc tỏi này thì mình sẽ kết hợp với loại nước chấm nào ạ? Dạ, cái món gân bò sóc tỏi này thì mình sẽ kết hợp với nước tương ha. Dạ. Mình sẽ bỏ miếng ớt vào. Dạ. À, tức là món ăn này là chúng ta nên kết hợp với nước tương. À, nhìn bắt mắt quá anh. Dạ, mùi thơm nó sọc lên cả mũi rồi. Mình sẽ bỏ miếng tỏi phi lên. Tại vì nguyên liệu của nó là tỏi ha. Sóc tỏi đúng không ạ? Sóc tỏi thì mình sẽ bỏ tỏi phi. Vậy thì em có thể thấy là mình có 3 lần để mình nêm tỏi. Đó chính là lúc ngay đầu tiên khi mà vừa cho dầu vào thì chúng ta kết hợp với lửa lớn để cho tỏi vô. Rồi sau đó là khi mà vừa xào nêm hết gia vị thì chúng ta vẫn thêm tỏi, nhưng mà lúc này đó là tỏi phi. Và khi mà trưng bày món ăn ra, trang trí ra thì chúng ta thêm một lần nữa. Wow, nhìn cái hoa rất là thích luôn ha. Cái này là mình xong ha. Dạ. Sẽ trang trí lên món ăn. Dạ. Wow. Okay. Dạ. Cho em nhìn sơ ngắm nha. Tại vì nhìn bắt mắt quá, nhất là cái vỏ sò rất là hút.
kết hợp với là nhìn là gân nè. Có một bí quyết mà đúng như là anh đã chia sẻ thì lúc này gân mình có cảm giác là nó không có thô cứng nữa, mà gân vừa có cảm giác là độ trong giòn chứ bóng. Nó không còn dạ trong giòn và bóng. À, kết hợp với tỏi phi như thế này. Bây giờ thì có thể là mọi người cũng chắc là cũng có cảm giác giống như Dung đó, là ngay bây giờ là muốn thưởng thức liền. Vậy thì em xin phép anh là em sẽ như lúc đầu nói là mình sẽ kết hợp với là món nước tương đúng không ạ? Okay. Để em chuẩn bị. Theo Dương thấy thì bình thường ở trong ẩm thực chúng ta thì hay xếp vị trí các món được chế biến theo cách thức và phương pháp. Thì mặc dù là đứng vị trí, món này là đứng vị trí xào là thứ ba đúng không anh? Dạ, thì nhưng mà nó vẫn hấp dẫn và làm cho mọi người bắt mắt, thu hút và muốn thưởng thức liền. Thì không biết là anh có thể nhắc lại chia sẻ với mọi người là trong ẩm thực thì mình xếp lại các phương pháp chế biến món ăn như thế nào ạ? Trong ẩm thực thì tất cả các món ăn, món nướng là món ngon nhất. Nhất nướng, nhì chiên, tam nhì xào, chiên. Tứ luộc. Tam xào và tứ luộc, đúng là tam xào mà đã đạt đến mức độ thứ ba này rồi. Món này là tam xào, món này là thứ ba. Wow, tin hẳn là mọi người cũng sẽ giống với Ngọc Dung lúc này là chỉ được xin phép đầu bếp là cho mình thưởng thức thôi đó. Thì xin phép anh là bây giờ em cùng với bạn đọc sẽ bắt đầu thưởng thức món ăn này nha. Anh mời Ngọc Dung. Dạ, xin phép anh. Wow, nhìn cái miếng gân nè, nó trong, thơm lắm luôn á. Đây, em chấm với em miếng này nữa. Thơm lắm, ngay cả không cần kết hợp với nước chấm mà mình vẫn có thể thưởng thức đưa vào miệng liền đó anh. Đúng là vừa giòn và vị thơm. Cái vị giòn này nó có cảm giác là rất là thích. Anh nghe cái âm thanh nó sừng sực ở trong miệng á. Và Dung thấy là anh không nên làm ít như thế này đâu. Ngay cả Dung có thể ăn hết một phần này thì tin hẳn là trong một buổi họp mặt của bạn bè và gia đình thì chúng ta có thể là cân đo đong đếm như thế nào để làm tăng thêm một chút, để cho mọi người đỡ phải mất lòng nhau. Tại vì món ăn này nó rất hấp dẫn và rất là ngon luôn ạ. Và với như anh phân hồi nãy, trong các phương pháp chế biến thì chúng ta có là nhất nướng. Thì Dung đã ăn được nhất nướng rồi nè, đã thưởng thức được là tam đó chính là và tam xào rồi. Thì không biết là sắp tới đây thì bí quyết hấp dẫn nào sẽ được anh chia sẻ đây ạ? Món tiếp theo nữa thì anh sẽ chế biến từ món bắp bò. Bắp bò. Và tin hẳn đây cũng là một trong những điều thú vị mà quý vị không thể bỏ lỡ trong chuyên mục ẩm thực sắp tới của chúng tôi. Và một lần nữa thì xin cảm ơn anh đã nhận lời mời và chia sẻ một món ăn khá là hấp dẫn với bạn đọc của Sài Gòn Tiếp Thị. Và hy vọng rằng là chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành và thưởng thức nhiều món ăn ngon hơn nữa từ anh Huy Cường. Và bây giờ thì anh Huy Cường và Ngọc Dung hẹn gặp lại quý vị trong kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.